Nào, thêm một cái nữa. Ôi, không biết là nó sẽ giữ được bao nhiêu cái dây cao su nhỉ? Có vẻ như nó sắp nổ bây giờ. Ồ, nổ rồi. Ôi trời ạ, tớ vừa cắt quả dưa hấu bằng dây chun này. Tuyệt thật đấy. Nào, đây là một nửa. Cậu đang làm gì vậy Justin? Cả cái bếp bị dính đầy dưa hấu rồi. Cậu hạnh phúc cái gì vậy? Thôi được rồi, bây giờ hãy sẵn sàng cho một thử thách nhé. Ừ, đúng rồi, thử thách đấy. Ôi, ở đây tối quá. À, quái vật. Cái gì? Dán sao? Nào. Này, biến ra khỏi đây, nhanh. Trời ạ. Họ ăn hết cả bánh pizza của tớ rồi. Tại sao tớ cần tất cả những thứ này chứ? Ồ, vẫn còn trái cây này. Tuyệt lắm. Bây giờ tớ sẽ làm bánh pizza từ chúng nhá. Mặt nạ ninja đã có. Kiếm đã có. Bắt đầu thôi nào. Kia. Bây giờ tớ sẽ cắt quả dưa hấu như thế này. Đấy, nền tảng của bánh pizza đã sẵn sàng. Bây giờ tớ sẽ cắt ra nhân. 1, 2, 3, hoàn tất. Đây là cách ninja làm bánh pizza thực sự. Siêu quá. Bây giờ có thể mời Justin ăn thử. Justin, hãy kiểm tra pizza của tớ này. Wow. Wow, cái này ngon một cách phi thực tế luôn. Cậu cũng thử đi, Britney. Trời ạ, quá tuyệt vời. 5 sao. Wow, bộ phim thú vị thật đấy. Ôi, quá hạt rồi. Tớ có một ý tưởng. Bây giờ tớ sẽ đổ tất cả các hạt ngô vào trong chảo. Và tớ cần máy ép dưa hấu. Đây rồi. Tớ sẽ ép dưa hấu vào chảo như thế này. Và tớ sẽ ép nước dưa hấu vào chảo. Đây là những gì tớ cần. Bây giờ tớ sẽ đặt nó lên trên bếp. Và đậy nắp lại. Nó bắt đầu nổi tung rồi kìa. Wow, và bỏng ngô dưa hấu của tớ đã sẵn sàng. Tớ sẽ đổ lại vào xô. Và sẽ đi mời Justin. Này, Justin, hãy ăn thử bỏng ngô dưa hấu của tớ đi. Wow, cái này ngon thật đấy. Nhìn lên cho tớ ăn thêm đi. Tớ chắc chắn 5 sao cho cậu. Thêm một thìa nữa. Cái gì? Tiếng ồn gì vậy? Marshmallow trên lửa giống như cắm trại vậy. Quá là tuyệt vời. Trời ạ, cần dập lửa. Justin, giữ lấy, tớ sẽ cứu cậu khỏi ngọn lửa. Ê, cậu làm gì vậy? Britney. Trời ạ, bây giờ tớ bị bao phủ đầy bọt rồi. Oops. Ôi, xin lỗi nhá. Bây giờ tớ sẽ sửa cho. Tớ sẽ lấy giấy bạc và đặt nó vào trong vỏ dưa hấu. Bây giờ tớ sẽ đổ than vào bên trong như thế này này. Bây giờ chúng ta cần chèn một số cái kim đan lên như thế này nhá. Và đấy, thế là một nơi để làm barbecue là đã có rồi đấy nhá. Tuyệt vời chưa? Bây giờ tớ sẽ đốt than như thế này này. Nhiệt độ hoàn hảo rồi. Thôi Justin đừng buồn. Justin, tớ đã mang cho cậu đến một cây lửa an toàn thế này. Cậu hãy thử mà xem. Oh wow, tớ đã chiên lên được rồi này. Tuyệt vời quá. Britney, cậu là một thiên tài. Ôi, khát nước thế nhở. Thôi, cuối cùng cũng được uống. Cái gì? Bên trong không có gì sao? Cần phải làm gì bây giờ? Britney, cậu uống hết nước rồi sao? Không sao, tớ sẽ sửa ngay bây giờ. Một quả dưa hấu đã sẵn sàng. Bây giờ, tớ sẽ cần một cái máy xay tay. Ôi, cái này khỏe thế. Chúng ta cần biến nó vào trong này. Như thế này này. Ôi, được rồi. Bây giờ, tớ sẽ cần kính râm của mình. Cho tớ xin một cái ống hút và một cái đèn tuyệt vời. Thế là xong rồi. Chuyện gì vậy? À, chuyện gì vậy? À, cho tớ mượn một tí nhá. Tớ sẽ làm cho cả cái này. Đấy, như này có thể chọc thêm vài cái ống hút nữa. Thế là quá tuyệt vời. Cái gì vậy? Đây là coca sao? Justin, cậu đi ra khỏi đây đi. Tớ sẽ mở coca ra và đổ nó vào trong cái dưa hấu của mình như thế này. Sẵn sàng rồi. Sao Justin, cậu đợi lâu không? Này, hãy cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào như thế này nhá. Và chúng ta sẽ thử. Cái này ngon thật đấy, đúng không? Ừ, tuyệt vời.
Trời ạ, tớ thích ăn kẹo dẻo quá. Ê, tớ cũng muốn, cậu lại ăn hết rồi sao? Đừng lo, tớ có ý tưởng. Tớ cần một quả dưa hấu và một đồng xu. Bây giờ tớ sẽ quắt quả dưa hấu bằng đồng xu nhé. Đây này, như này rất nhẹ nhàng luôn. Và đập một phát, kìa. Đấy, thế là sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta có thể biến bát thành nước trái cây như thế này này. Bây giờ tớ sẽ cho cả bột thạch vào nữa nhé. Và khuấy đều nó lên. Tớ sẽ đợi nó đông lại. Thật là tuyệt. Bây giờ chúng ta cần chuyển sang thớt và cắt nó ra như thế này. Vậy là xong rồi. Bây giờ tớ sẽ bày ra đĩa. Trời ơi, nhìn đáng yêu chưa này. Thật là đẹp, tớ hy vọng Justin sẽ thích nó. Ê, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang nhảy tớ sao? Tốt hơn cậu hãy thử cái này đi. Cái gì? Đây là mắt sao? Thử xem nào. Rất là lạ. Nhưng mà hai sao thôi. Ê, Justin, đây là lượt của tớ rồi. Trả lại đi nào. Rồi, cảm ơn nhá. Cuối cùng tớ có thể làm tác phẩm điêu khắc của mình rồi. Một vài đường cắt đơn giản ở đây. Nhiều sọc hơn ở đây. Và ở đây nữa. Như thế này này. Đấy, bây giờ tớ sẽ làm nó như răng này. Tớ sẽ cắt chúng ra. Đấy, tớ sẽ hàn thành nốt cái mắt này nhá. Như này này. Đúng rồi. Còn bây giờ tớ cần cắt nốt cái này ra. Như này này. Tớ sẽ bỏ cái bên trong ra. Đấy, tuyệt lắm. Ăn thử một miếng cũng ngon. Cái này ngon thật đấy. Bây giờ tớ sẽ đội mũ vào. Và cần phải đội mũ cho mình thôi. Ê, cậu nhìn này, tớ là Minion. Ồ, wow, cậu cũng vậy sao? Tuyệt vời quá. Chúng ta sẽ lấy kính súng nhá. Bắt đầu thôi, chiến tranh. À, dàn đây rồi. Này, nhận lấy đi. À, nhận lấy đi, nhanh lên. Này nhá, biết tay nhá, nhận lấy. Đúng rồi, đập tay thôi nào. Tuyệt lắm. Ui, mình rất yêu những cục unicorn. Đợi đã, trời ạ, cái này thật không? Suzy, cậu đâu rồi? Mình hy vọng ít nhất lần này tớ có thể không mất tập trung vào vẽ. Cái gì vậy? Suzy khẩn cấp nhìn này. Thấy chưa, tớ lại thấy một cái live hack khác. Chúng ta cùng xem nhá, cái này đẹp thật đấy. Thôi được rồi, tớ sẽ có sơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lợi ích của live hack này nhá. Sao, cậu sẵn sàng chưa? Đầu tiên, chúng ta cần phải đổ cái sữa này ra đĩa nhá. Không, không được uống. Không thì không đủ sữa cho cả cái thử thách này đâu. Ui, xong rồi, bây giờ thì đến lượt cậu rồi đấy. Thôi được rồi, tất nhiên là không có tớ thì cậu không mở được rồi. Cái này cần phải một bàn tay mạnh mẽ của nam giới. Vì vậy để tớ giúp đỡ. Ôi trời ạ, bây giờ sơn đầy mặt tớ rồi. Trời ạ, thế mà cũng nói. May mà tớ có rất là nhiều sơn. Nếu không thì cậu làm đổ hết mọi thứ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cần cái nước rửa bát nhá. Tớ không biết có thể làm được một cái này đẹp như vậy đâu. Hay thật đấy, xuất sắc. Hey. Suzy, ui, trời ạ, cậu đổ đi đâu vậy? Tớ có thể phát triển mà không cần nước mà. Nhìn này, tớ có một TikTok khác cho cậu. Lần này là với hoa nhá. Tuyệt lắm, tớ có hoa hồng trắng này. Tớ hy vọng nó sẽ được làm cho lớp hát. Ui, hãy xem bao nhiêu là trái ngọt tươi ngon. Đến lúc phải làm nước trái cây tự nhiên từ chúng rồi. Ui, hầu hết tớ yêu nhất là dâu tây. Hãy ép nước dâu tây ra nhá. Ôi, tại sao lại dừng lại ở đây? Hãy để nước trái cây khác nhau nhá. Sẵn sàng. Suzy, cậu có thể chọn cái màu mà cậu thích nhất. Ôi, chọn khó lắm. Chúng ta sẽ thử tất cả các màu nhá. Sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ thôi. Trong thời gian này có thể chơi những trò chơi thú vị rồi. Suzy nhìn này. Tớ đã làm việc rồi. Ừ, đúng rồi. Thành thật mà nói, tớ không tin cho đến phút cuối cùng là nó sẽ hoạt động đâu. Alex, xin lỗi nha, nhưng tớ sẽ lấy tất cả những bó hoa hồng này cho mình. Ê, Suzy. Ui, cậu lại đeo tai nghe rồi, không nghe thấy tớ gì cả. Tớ sẽ phải thu hút sự chú ý của cậu thôi.
Hoặc là chỉ có chạm vào cậu là được. Suzy tớ đây, nhìn xem này, lần này tớ đã mang cho cậu công thức thực sự rất là vui. Đấy, chúng ta hãy nấu món này ngon đi. Hấp dẫn đấy. Thế được rồi Alex, vì lợi ích của cậu, tớ thậm chí sẽ sẵn sàng tất nhà của mình. Đi thôi nào. Tớ có Skittles rồi nhá, trước tiên cần phải phơi phối nó thành màu khác nhau. Và sau đó có thể đổ đầy kẹo vào trong chai rồi. Ui, tớ chưa bao giờ có việc với siro ngô. Nó có mùi thơm đấy. Chúng ta sẽ xem nó sẽ đối phó với nhiệm vụ của mình như thế nào nhá. Kẹo của chúng ta sẽ cần sẵn sàng nếu để trong tủ lạnh đấy. Ôi, vào đây đi nhá. Ôi, chuyện gì xảy ra với đồ ngọt vậy? Tại sao họ lại xa nhau rồi? Lạ thật đấy. Alex, món ngon của cậu đây, đã đến lúc phải thử rồi đấy. Cậu sẽ là người đầu tiên. Ok, sẽ rất vui lòng. Mùi một món ngon như này được làm từ nguyên liệu ngon như vậy thì không thể nào mà không chịu được. Rất là ngon. Ôi, mong là cậu không lừa tớ. Nào Alex, ôi đừng có làm tớ phân tâm. Nhìn thấy chưa, tớ đang bận. Ê, tin đi, tớ có một cái này rất thú vị hơn nhiều. Cậu biết là ở nhà có thể nấu một món núi lửa ngẫu hứng như vậy như trong nhà không? Thì sao? Tớ đã nói với cậu là tớ đang bận rồi mà. Ôi, thôi được rồi, đến lúc phải thử rồi nhờ. Tớ sẽ làm với cả dầu dừa nhá. Nó sẽ là cơ sở của núi lửa. Nhìn trông tớ buồn cười chưa này. Tiếp theo, dầu cần phải trộn với cần nước. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Để đến lúc cho thuốc nhuộm vào rồi, nó sẽ biến ngọn lửa núi thành một thứ gì đó ngon tươi sáng khó quên. Ui, Suzy, trong đó có ma. Ôi, không phải đâu. Bên trong là đúng thứ mình cần luôn. Đó là aspirin. Ngọn núi lửa sẽ sẵn sàng khi thả một viên thuốc này. Đẹp quá. Ui, được rồi này. Tớ tự hỏi, điều gì chọc tay vào đây nhở? Ôi, mình xinh quá. Suzy, xin lỗi tớ làm sợ cậu nhá. Tớ đã mang cho cậu một life hack đẹp nhất rồi đây này. Tớ đề xuất xem chúng ta có thể tạo cầu vồng từ kẹo Skittles không? Lần này, cậu thực sự làm tớ hồi hộp đấy. Tớ tự hỏi chúng ta sẽ nhận được gì nhở? Hãy bắt đầu với Skittles. Nó không cần nhiều đâu. Chúng ta sẽ phân phối đồ ngọt thành một vòng tròn. Một cái có thể. Không, Alex. Ui, có thể nói bằng lời mà. Bây giờ tay tôi đau quá. Không, không phải lúc này. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào đây. Oh wow. Được rồi này. Đẹp thế. Tớ cũng có thể thưởng thức một cái gì đó ngon. Ôi, thật tốt là tớ mang theo ống hút của mình. Cái này rất là ngon đấy chứ. Thôi, cậu phải nhìn thấy răng của mình ý. Suzy, tớ lại ở đây rồi. Một lần nữa với thí nghiệm. Đừng có can thiệp, thấy chưa? Tớ đang cố bắn chúng vào tông hồng tâm bên này. Không quan trọng, nhìn đây này, cậu không muốn thử nghiệm bong bóng sao? Ôi, cái này thực sự rất là vui mà. Thôi được rồi, Alex, cậu thuyết phục tớ rồi. Đi theo tớ đi. Chúng ta đã có lọ để trải nghiệm cái này rồi. Suzy, đây là một món quà cho cậu. Ôi, tôi bị dưng với những bông hoa này. Tớ đề nghị bắt đầu ngay lập tức. Đầu tiên cần đổ đầy giấm vào nhá. Tớ có rất là nhiều. Sẵn sàng. Ôi, mùi giấm có mùi rất là chua. Nhưng đó không phải lý do để dừng lại. Ừ, tớ đồng ý. Bây giờ các thành phần còn lại là thí nghiệm nhá. Còn lại những quả bóng nữa thôi. Chúng ta có thể trồng ngay vào trong phễu. Và bên trong chỉ cần đổ cả soda vào thôi. Như vậy tất cả soda sẽ vào ngay quả bóng của chúng ta. Sau đó, niềm vui sẽ bắt đầu. Quả bóng cần phải đặt lên lọ đựng giấm như thế này. Sau đó, soda sẽ đổ vào trong giấm từ từ và nó sẽ thổi quả bóng lên. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây. Chúng ta cần khẩn trương đến chỗ Suzy. Mặc dù như vậy... Ôi, trời ạ, tớ nên học cách trượt ván. Nếu không, tớ sẽ vô tình mất đầu mất. Suzy, tớ có đề nghị cho cậu. Hãy nghỉ ngơi đi.
Hãy nhìn xem tớ đã nhìn thấy cái gì này. Chúng ta có thể tự làm cái này. Ôi, cậu có ván trượt không? Có. Nhưng mà tớ không cho cậu đâu. Tớ rất là thích nó như vậy. Nếu tớ cho cậu một chiếc bánh thì sao? Không, tớ vẫn không cho đâu. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ tùy chỉnh ván trượt. Tại sao không trang trí chiếc MacBook màu xám chán như vậy nhỉ? Ừ, ý tưởng hay đấy Suzy. Nào bắt đầu thôi. Ôi, trời ạ, cái này mùi rất là tệ. Bởi vì quần bị chuẩn bị tốt hơn. Nhìn đây này, tôi có mặt nạ và kính bảo hộ. Bây giờ hãy vẽ con búp bê. Dừng lại, cái màu xanh này tớ đang cần. Tớ vẫn chưa xong. Wow, Alex. Ôi, cậu thật là đúng lúc. Tớ đang cần cái này này. Tớ sẽ làm một cái smile như này nhá. Và bây giờ tớ sẽ sơn hết tất cả màu đen. Sao? Đến lúc phải đổ hết tất cả những thứ còn lại. Alex, cậu làm gì vậy? Đừng có cắt nó nữa. Ôi, tớ tự hỏi, nó có được không nhở? Ta-da! Ôi, hãy nhìn xem cái tuyệt vời như thế này. Ôi, một chiếc MacBook như này không ai có luôn. Ôi, thú vị thật đấy. Ôi, răng nghiêm tội nghiệp của tớ. Trời ạ, bỏng ngô đã hết rồi, chỉ còn hạt thôi. Vậy thì sao? Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tự làm bỏng ngô. Thậm chí còn ngon hơn. Đi thôi nào. Alex, trước tiên tớ cần phải lấy cái chảo đó ra khỏi người cậu. Đấy, bây giờ tớ sẽ cho tất cả những hạt ngô vào trong này. Như này này. Và tớ sẽ chịu trách nhiệm về kẹo. Với chúng, bỏng ngô của chúng ta sẽ trở nên sáng hơn rất là nhiều. Tưởng như chúng ta sẽ rất là thành công. Ôi, tớ đang cố gắng rất nhiều đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thêm nhá. Ồ, đường này, chúng ta đã làm được rồi. Ồ, hay thật đấy, đến lúc phải thử rồi. Ngon thế. Ôi, bỏng ngô tốt nhất thế giới. Ồ, ngon thật đấy. Hãy đăng ký kênh Fun Food nhé, thì chắc chắn các bạn sẽ không bỏ lỡ những thí nghiệm thú vị và tương tự như vậy. Viết trong phần bình luận những thử thách khác mà cậu muốn xem trên kênh của chúng tôi nhé.